Mùa xuân vốn rộn rã với hoa lá tươi tốt và lòng người cũng rộng mở cho những cuộc tình mới kết hợp. Rồi tình yêu thăng hoa theo mùa hạ rực rỡ, xanh tươi. Sau đó, mùa thu với khí trời, cảnh vật dịu dàng, đưa tình yêu vào khung trời lãng mạn. Nhưng khi mùa đông rét mướt đến với trời đất ảm đạm u buồn, thường tình yêu cũng trở nên ủ ê, ngăn cách. Sự chuyển biến của tình yêu có thật sự xảy ra theo mùa hay không cũng tùy theo hoàn cảnh, phải không các bạn? Chúng ta hãy nghe câu chuyện của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua nhạc phẩm Mùa đông của anh sau đây, với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Karaoke của Kim Quy.
anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi. Trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vùi, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta? Mùa đông của anh.